đi lên trên nữa. Ra ngoài. Đó, đi lên trên. Cái gì? Ở đi bên này. Người bên này là trượt tuyết, người bên này chỉ đi coi thôi. Đúng nhau. Người đi cùng cũng được. Nó mang ván rồi. Đúng rồi. Okay. Nó rẻ không? Vẫn lạnh. Này chưa đóng tí. Ngồi yên nha, chạy nhanh lắm. Chào nhìn như sao điện thoại đó đây của mình đây, thẳng lên tầng đây mít đi ra. Đây xuống với mẹ. Để cái này ra ngoài đây, ván để ngoài đây. Ván để ngoài đây. Ván để đâu? Ba không ngon nhở? Nhưng mà ngon đúng không? Gì cũng ngon đúng không? Bánh bao này 135 triệu, 150 á. 150 cũng 150 rồi. Thôi anh ông đi về đi. Đây bác về. Về. Đâu bác về đâu? Đấy. Ông thấy lại rộng rét. Xa em không nghĩ sao vậy đâu nha, em nghĩ là gần đấy. Biết chắc là lựa chọn vài cái rồi để nhau xuống. Và ra kia có ra kia tham quan được. Biết gọi được không? Cây rung à không? Như cái tay á, tay á. Như tượng Tân Thiệu Hoàng. Tân Thiệu Hoàng 1.000 mấy gì vậy phải không? Mấy trăm người vậy? Gió mà ngoài gió cũng bay nó luôn á. Này đó đi đúng rồi. Xuống mà đi xuống tới cáp treo không phải mà xuống cáp treo bực rồi đó dưới là lỡ rồi. Đứng cái chỗ này nó gió lắm. Gì cái treo leo lên rồi. 치우고